có chạy qua đây không? Tay nó cầm cái túi. Dạ, em có thấy ạ. Thấy nó đâu rồi? Đi về phía kia anh ạ. Đi. Quan trọng với chú. Thôi, chú đi đây. Tiền ra đây. Ôi, đây cam bán bao nhiêu rồi? Ở đây không mà làm. Cút. Ơ kìa, sao con cậu lại đuổi khách của tôi? Chứ bà không có tiền thì bọn tôi còn chăm sóc khách của bà dài dài. Khổ quá, từ sáng tới giờ tôi đã bán được đồng nào đâu. Tôi không cần biết. Đây, các cậu cầm đỡ đi. Tôi còn có từng này thôi. Bà đùa tôi đấy à? Khổ quá, tôi đã nói rồi. Từ sáng tới giờ tôi đã bán được đồng nào đâu. Này thì bán này. Đây, các cậu cầm lấy, cứ đi cho. Biết điều thế có phải tốt hơn không? Đi. Tiền. Ô, đại ca, chúng mày vừa đi đâu về? Bọn em vừa đi uống nước đi mà đại ca. Chúng mày đi nửa tàu đấy à? Nói. Bọn em vừa đi thu ít phế vào cửa hàng. Tao bảo chúng mày đi thu phế à? Đại ca, chúng em chỉ kiếm ăn chút thôi mà. Tao bảo chúng mày thế nào rồi? Bây giờ phải làm ăn lương thiện. Dạ. Tao cho chúng mày cơ hội cuối cùng, mang tiền ra trả người ta. Vâng, bọn em đi luôn đấy ạ. Sáng nay tôi mới đưa tiền cho các cậu rồi còn gì. Đâu
không cầm lấy đi. Từ bây giờ cô cứ bán hàng thoải mái. Từ sáng cô cho mình là xin lỗi. Là cháu à? Vâng ạ. Chú ơi, chuyện lần trước có phải là do chú giúp mẹ cháu không ạ? Không phải là chú đâu. Chắc vì cháu làm việc tốt nên được người khác giúp đỡ thôi. Chỉ cần cháu luôn thật thà lương thiện thì mọi điều tốt sẽ đến với cháu. Mà thôi chú đi đây. Chào cháu nhé. Chào chú.